Xin chào các bạn đã đến với chương trình bản tin 30 ngày chuyển động cùng bất động sản. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Podcast bản tin 30 ngày chuyển động cùng bất động sản số 31, số cuối cùng của năm dương lịch 2022. Và số Podcast ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận về chủ đề môi giới căn hộ, những điều cần lưu ý khi tham gia phân phối. Và đến với số Podcast lần này thì rất vui khi được chào đón sự trở lại của vị khách mời đã cùng trò chuyện với chúng ta ở số 30, đó là anh Nguyễn Đình Long, giám đốc dự án của Địa ốc Bilen. Và như đã thông tin với quý vị ở trước đó thì số này chúng ta sẽ tập trung khai thác toàn bộ các vấn đề liên quan đến rủi ro khi giao dịch căn hộ, cũng như là trang bị cho các nhà môi giới hành trang để vững vàng khi bước vào nghề. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình quý vị nhé. Vâng ạ, chào mừng anh Long đã quay trở lại với chương trình và rất cảm ơn anh đã tiếp tục dành thời gian để chúng ta tiếp nối câu chuyện đang còn dang dở hôm trước ạ. Rồi, xin chào Hiền, xin chào mọi người. Anh cũng rất vui được quay trở lại và đặc biệt là cũng là một trong những cái số khá là đặc biệt đúng không? Số này cũng xem như là kết thúc của năm 2022 rồi, chuẩn bị bước sang năm 2023 thì anh cũng đang khá là chờ mong 2023 đó. Vâng ạ. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về vấn đề rủi ro khi giao dịch trước đi ạ. Chắc chắn là anh Long đã thực hiện rất là nhiều giao dịch rồi đúng không ạ? Thế thì có lần nào anh đã từng gặp phải hay là vướng mắc cái vấn đề nào đó mà chúng ta khó giải quyết chưa ạ? Chẳng hạn như là vấn đề về pháp lý hoặc là tiến độ dự án ạ. Ok, thì về cái phần mà rủi ro khi giao dịch á, thì sẽ có rất là nhiều rủi ro nha. Và đặc biệt là nó sẽ tới từ cái trường hợp khách hàng khác nhau. Tuy nhiên thì nếu như mà anh đã gặp đó, thì sẽ có một số những cái rủi ro. Trong số trước thì anh có kể về cái câu chuyện là khách hàng vì một cái điều khoản hợp đồng mà hoàn trả lại tiền cọc rồi đúng không? Thì đầu tiên thì anh nghĩ chắc chắn khi mà thực hiện mua giao dịch thì cái câu chuyện về hợp đồng, tại vì nó là ràng buộc pháp lý giữa khách hàng với chủ đầu tư, cho nên nó sẽ là một cái gọi là một cái cửa ải mà bất kỳ một cái môi giới nào cũng phải hoàn thành xong cái cửa ải đó hết. Và ở cái cửa ải đó, thực ra anh dùng cái từ cửa ải thì đôi khi nó cũng khá là nặng nề, có trường hợp thì cũng là nhẹ nhàng đó. Tuy nhiên là nó sẽ có rất là nhiều những cái yếu tố nó có thể xảy đến ở trong cái việc mà ký hợp đồng. Hợp đồng ở đây thì sẽ có thể là văn bản thỏa thuận nè, rồi cũng có thể là hợp đồng mua bán. Như vậy thì cái rủi ro đầu tiên ở trong câu chuyện này là chúng ta có thể phải thay đổi những cái điều khoản trong hợp đồng. Nó là cái rủi ro đầu tiên. Như vậy thì trong cái câu chuyện này á, là cái người môi giới của chúng ta làm sao phải trước tiên là chúng ta phải xử lý từ đầu khách hàng trước nè, phải giải thích cho khách hàng hiểu là cái điều khoản nó mang tính chất như thế nào, và bản thân mình là người môi giới mình cũng phải hiểu cái điều khoản đó nữa, rồi mình phải hiểu là nếu như mà khách hàng đồng ý với điều khoản đó thì nó có những cái rủi ro như thế nào, nó quá nghiêm trọng hay không, nó có dẫn tới việc mất mát hay là mất đi quá nhiều quyền lợi của khách hàng hay không ha, thì lúc đó mình mới giải thích cho khách hàng hiểu được. Rồi cái tiếp theo ở sau đó thì chúng ta cần phải phối hợp một cái cách rất là mượt mà với các cái đơn vị khác của chủ đầu tư, ví dụ như là bên phía chăm sóc khách hàng nè, hoặc là bên phía đội pháp lý, để làm sao để giải quyết được cái câu chuyện khi mà nếu như mà khách hàng họ quan tâm về cái hợp đồng. Thì theo như anh thấy đó là cái rủi ro lớn nhất. Rồi cái tiếp theo sau đó thì thường là sau khi đó mới xảy ra những cái rủi ro thôi. Thường thì sẽ là nó ví dụ giả sử như khách hàng mua xong hết rồi đúng không, đóng tiền đợt 1, đóng tiền đợt 2 xong rồi, thì đôi khi là dự án gặp một cái vấn đề nào đó về câu chuyện pháp lý hoặc là về nguồn tiền tài chính của chủ đầu tư chẳng hạn, thì dự án tạm ngưng xây dựng. Thì đó cũng là một trong những cái rủi ro mà theo như anh á, thì anh không có sợ cái rủi ro đó ha, nhưng mà anh ngại thôi. Tức là khi mà cái việc đã xảy đến thì gần như là nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái uy tín với lại cái hình ảnh của mình trong mắt khách hàng. Thì cái cách xử lý ở trong đó thì tùy vào trường hợp của khách hàng mà chúng ta sẽ có cách xử lý khác nhau. Nó sẽ gọi là sao ta, tức là case by case á, mà chúng ta phải xử lý riêng biệt thôi. Nhưng mà theo anh thì đó sẽ là hai cái câu chuyện mà rủi ro lớn nhất. Đầu tiên sẽ là về hợp đồng này, cái khi mà ký kết hợp đồng. Cái thứ hai sẽ là rủi ro về cái câu chuyện mà tiến độ xây dựng của dự án. Thì hai cái đó sẽ là hai cái mà anh cảm thấy rằng là mình khá là ngại nhất đó, trong cái quá trình mà mình làm cam bán hàng căn hộ cho khách hàng. Vâng ạ, và qua những chia sẻ hết sức thực tiễn từ anh Long thì chúng ta có thể thấy rằng khi phân phối và giao dịch căn hộ sẽ có những rủi ro tiềm ẩn mà nhà môi giới sẽ cực kỳ phải lưu tâm. Vậy thì khi rơi vào trường hợp như vậy thì anh đã giải quyết các vấn đề đó như thế nào, và anh có thể chia sẻ cho các nhà môi giới đang lắng nghe chương trình được không ạ?
Cả hai luôn chứ. Chắc chắn là anh nghĩ là tất cả mọi người đều phải trải qua nha. Tức là những cái rủi ro đó đều phải trải qua hết. Thì riêng về cái câu chuyện về mặt pháp lý khi mà cam kết hợp đồng á, đó là sẽ có những cái điều chỉnh, những cái điều khoản ở bên trong hợp đồng chẳng hạn, thì thường cái cách xử lý của chúng ta tại thời điểm đó là, đầu tiên là đối với anh, như hồi nãy anh có chia sẻ rồi, là mình cần phải hiểu là cái nội dung của cái những cái điều khoản đó, hay là nội dung của những cái câu nói đó, nó có ảnh hưởng như thế nào đến khách hàng của mình. Nếu như mà nó quá là gây thiệt hại cho khách hàng của mình á, thì mình phải là người đứng làm sao để đảm bảo được cái quyền lợi cho khách hàng của mình đối với chủ đầu tư ha. Còn cái những cái điều khoản còn lại thì nếu như mà cái việc mà mình cảm thấy nó không có quá là nhiều rủi ro, thì mình giải thích cho khách hàng hiểu là nó có thể xảy ra những cái trường hợp rủi ro như thế nào. Nếu như khách hàng đồng ý chấp nhận cái rủi ro đó thì tiếp tục ký kết hợp đồng, mà nếu như khách hàng không đồng ý thì chúng ta cần phải có cái sự can thiệp từ phía chủ đầu tư, mà cụ thể ở đây là phòng pháp lý. Thì theo như anh thì lúc nào anh cũng sẽ là người tức là kinh nghiệm khi mà xử lý những cái trường hợp đó ha, thì lúc nào mình cũng phải là người đứng ở giữa để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng của mình trước nè. Ở trong cái câu chuyện rằng là mình phải hiểu được cái điều khoản đó, xong sau đó nếu như mà khách hàng của mình không đồng ý để ký kết thì phải có pháp lý, tức là mọi người đừng có đứng ra xử lý nha. Mình không phải là người chịu trách nhiệm cho những cái vấn đề về pháp lý hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư với khách hàng, cho nên là mọi người cần phải yêu cầu cái sự can thiệp của bên phía chủ đầu tư để họ là người đứng ra xử lý cái đó cho mình. Cho nên là và tùy vào mỗi trường hợp khách hàng mà họ sẽ có cách xử lý khác nhau. Cho nên là anh chỉ muốn ghi chú cho các bạn rằng là cái việc cam kết hợp đồng giữa khách hàng với chủ đầu tư nó không phải là cái trách nhiệm của mình, nó là cái nghĩa vụ của mình để giải thích cho khách hàng hiểu về cái tính chất, về cái nội dung như thế nào thôi, chứ nó không phải là cái trách nhiệm của mình để đảm bảo cái việc ký kết. Mọi người cần phải nắm việc đó ha. Cho nên là tất cả những yếu tố liên quan về pháp lý thì phải có cái sự tham gia của chủ đầu tư ở trong đó, là ở cái yếu tố hợp đồng đầu tiên. Rồi cái câu chuyện về cái rủi ro khi mà dự án không có xây dựng, thì thực ra là anh cũng chia sẻ với Hiền là đôi khi là mình cũng có cái sự đánh giá về chủ đầu tư nè, mình cũng có cái sự lựa chọn dự án nhiều lắm, nhưng mà đường đường đời mà nó cũng sẽ đi lên đi xuống, nó cũng sẽ có vấp ngã nữa. Cho nên là anh cũng gặp 2-3 dự án mà tiến độ xây dựng của nó bị ngừng lại. Thì theo như anh thấy rằng á, cái việc đó nó xảy đến thì mỗi một người khách hàng người ta sẽ có cái cách phản ứng rất rất là khác nhau đối với mình. Và thường á thì anh sẽ xử lý theo cái chiều hướng là sẽ xoa dịu, và mình cố gắng làm sao để mà mình thu thập được đầy đủ những cái thông tin về chủ đầu tư, về dự án, rồi cái tiến độ hiện tại xem như thế nào, rồi khả năng thi công sắp tới nó ra làm sao, để mà mình cung cấp ngược lại cho khách hàng của mình. Còn nếu như mà khách hàng họ làm căng hơn, họ cần những cái câu trả lời chính thức hơn, thì lại tiếp tục là chúng ta cần phải có cái làm việc gọi là chính thức trực tiếp với chủ đầu tư. Chứ thực ra thì cái quan điểm của anh nhìn nhận rằng là cái việc khi mà mình môi giới xong một cái sản phẩm, đương nhiên là mình phải luôn follow theo khách hàng của mình ở những cái giai đoạn về sau tới khi nhận nhà luôn. Tuy nhiên những cái việc mà không may này nó xảy đến thì thực ra nó cũng mang cái yếu tố tác động nó bên ngoài, và mình cũng là người đứng ở giữa thôi, cho nên mình phải làm sao để mà mình luôn xuất hiện và hỗ trợ thông tin cho khách hàng của mình. Chứ mình cũng không cần phải đặt nặng quá trong cái câu chuyện rằng là sẽ rất là dễ bị tụt cảm xúc ha, rồi mình lo sợ bị mất khách hàng, mình lo sợ về tính trách nhiệm này nọ vân vân các kiểu. Nhưng mà Lâm nghĩ rằng là khách hàng khi mà họ đã quyết định họ mua một sản phẩm rồi thì họ cũng đã hiểu về câu chuyện rằng là những bạn môi giới bất động sản cũng chỉ là cái người đứng ở giữa để thực hiện, để tư vấn nè, rồi để định hướng và để làm sao để lựa chọn được cái sản phẩm phù hợp nhất thôi. Còn cái việc mà dự án nó bị ngừng thi công chẳng hạn thì nó là đến từ cái yếu tố của chủ đầu tư, họ cũng hiểu thôi, nên là anh mới liệt kê nó là cái việc mà anh không sợ mà anh chỉ ngại là gì vậy. Với cái kinh nghiệm của anh thì anh có thể chia sẻ thêm để cho các nhà môi giới kiểu lần đầu tiên gặp cái trường hợp này, hoặc là những nhà môi giới chưa có cái cách nào để giúp cân bằng lại cảm xúc, thì không biết là cái cách mà để anh vượt qua được cái cảm xúc tiêu cực đó là gì anh Đúng ha? rồi. Anh nghĩ rằng á là cái việc mà tức là đầu tiên nha, tức là đầu tiên á là mọi người cần phải đối mặt với nó, tức là mình không có được lảng tránh nó đi. Ví dụ như là
khi mà khách hàng hỏi về những cái vấn đề mà kiểu giống như là dự án dạo này ngừng thi công hay là có những cái vấn đề gì đó, một cái bài báo nó đăng lên chẳng hạn, thì mình phải đối mặt với cái việc đó để giúp, để gọi là giúp khách hàng tìm kiếm thông tin. Chứ còn cái việc mà cái cách mà để gọi là sao ta, để vượt qua được những cái câu chuyện đó, thì thực ra là theo anh chỉ có một cái tip duy nhất thôi, là phải can đảm để đối mặt với chuyện đó thôi. Chứ còn mỗi một trường hợp khách hàng sẽ có các cách xử lý nó khác nhau lắm Hiền. Tuy nhiên là theo như anh nhìn thấy rằng là mọi người cần phải đặt cái vị thế của mình đó, tức là mình phải đi tìm kiếm thông tin của chủ đầu tư nè, rồi mình tìm kiếm từ những cái nguồn khác nhau, ví dụ như là mối quan hệ của mình ở nhà thầu thi công chẳng hạn, hoặc là đơn giản là mình hỏi những người sếp của mình xem thử là như vậy thì cái việc mà dừng tiến độ đó là do tạm thời hay là nó bị về tạm ngưng hẳn hay là bị bất cứ những cái vấn đề như thế nào. Thì tức là mình chỉ cần cố gắng để tìm được những cái thông tin nó đa chiều nhất để mà mình cung cấp tới cho khách hàng thôi, mình cập nhật lại những thông tin cho khách hàng. Và thêm một cái tip nữa là anh nghĩ rằng là ở cái vai trò của mình đó, thì mình phải luôn mình phải có cái tinh thần nó tích cực một tí xíu. Tức là mình ở những cái giai đoạn đầu tiên á, thì mình lắng nghe khách hàng, nhưng mà mình không có được cùng gọi là sao ta, không có được cùng hùa với khách hàng á, kiểu giống như là mình không có được tiếp tục mang cái năng lượng tiêu cực đến với khách hàng, mà mình cần phải tỉnh táo và tích cực một tí xíu để làm sao mình giữ được cái tinh thần cho mình khi mà nói chuyện với khách hàng ở cái vai trò là người lắng nghe, rồi xong sau đó mình đi tìm kiếm thông tin và trả lời lại cho khách hàng. Thì anh nghĩ là cái yếu tố đó sẽ là cái yếu tố quan trọng để giúp cho các bạn vượt qua. Còn cái việc mà vượt qua được hay không á, thì thực ra nếu như mà mình mang cái thông tin đó tới cho khách hàng và khách hàng họ không chấp nhận đi, và họ cần phải có cái việc làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, thì mình lại tiếp tục là liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư để hẹn khách hàng lên gặp chủ đầu tư và phản hồi trực tiếp. Cho nên rằng là cái việc đó là giúp khách hàng để có được những cái bước giải quyết tiếp theo thôi, chứ mình không có phải là người giải quyết. Cho nên anh nghĩ rằng là nó cũng sẽ không có dẫn đến những cái gọi là những cái hậu quả gì nó quá là nghiêm trọng ở cái vai trò là người môi giới. Nên là chủ yếu mọi người làm sao để tỉnh táo và giữ được một tinh thần nó vững chắc một tí xíu, không có được để cảm xúc của mình nó quá là lấn át, và làm sao để mình có được nhiều cái thông tin mà nó mang tính khách quan từ nhiều nguồn cung cấp cho khách hàng của mình nữa là được. Dạ vâng ạ, anh Long có thể chia sẻ một chút về cái quy trình mà mình làm việc phối hợp của các phòng ban của chủ đầu tư để mà chúng ta có thể đi đến một cái giao dịch thành công với khách hàng không ạ? Ok, thì thường cái giao dịch của mình á, thì sẽ có liên quan tới, đầu tiên sẽ là câu chuyện của phòng ban kinh doanh rồi ha. Thì thường là ở phòng ban kinh doanh là sẽ có đội ngũ kinh doanh của chủ đầu tư nè, rồi đội ngũ admin để gọi là support những cái quy trình trong việc ký hợp đồng và thanh toán. Thứ hai sẽ là về bên phía chăm sóc khách hàng, tức là thường là chăm sóc khách hàng thì họ sẽ là những người mà liên quan tới sau bán hàng, ví dụ như là thông báo đóng tiền hay là nói chung là những cái thông báo của chủ đầu tư. Rồi thứ ba thì sẽ có là bên kế toán, chắc chắn là phải có kế toán rồi, tại vì xác nhận tiền vào chủ đầu tư thì kế toán là người phụ trách hết tất cả những phần đó. Và cuối cùng sẽ là về cái phòng ban pháp lý. Như vậy thì anh thì đối với các bạn mà về phía môi giới, mà các bạn bên phía kinh doanh đó, thì thường là chúng ta chỉ gọi là tương tác trực tiếp với lại phòng ban kinh doanh của chủ đầu tư, với lại chăm sóc khách hàng là nhiều thôi. Chứ còn thường kế toán về pháp lý thì họ là cái bộ phận support ở phía sau. Cho nên rằng là anh thường là sẽ tương tác với những hai nhóm đó. Thì có một cái câu chuyện cũng khá là hay, không phải hay, tức là anh cũng muốn chia sẻ một tí xíu, là thường á, cái việc mà mình giao kết hợp đồng xong đúng không, nó sẽ còn khá là nhiều rủi ro ở đằng sau nha. Nó sẽ có rất là nhiều, ví dụ như anh nghĩ là bản thân Hiền cũng là một người làm ở trong một cái tổ chức có rất là nhiều phòng ban khác nhau đúng không, cho nên là Hiền cũng hiểu rằng là nó sẽ luôn có cái quy trình. Như vậy thì bên chủ đầu tư cũng vậy. Thì ví dụ như là khi mà khách hàng, anh nói giả sử như là tới hạn thanh toán là ngày 15 tháng 12 đi, là phải thanh toán số tiền là 15% chẳng hạn, mà khách hàng, mà bên phía chăm sóc khách hàng là người là thường là sẽ là chịu trách nhiệm là gửi cái thông báo đóng tiền đi, nhưng mà tới được đó vì lý do sao đó, ví dụ như là nhỏ chăm sóc khách hàng mới chẳng hạn, nó chưa quen việc hay sao đó, nó tự nhiên nó làm sót khách hàng của mình, xong cái khách hàng của mình lại không thấy thông báo của chủ đầu tư, thì không có để ý tới, mà thì không thấy thông báo cho chủ đầu tư thì lại không đóng tiền, thì dẫn tới bị trễ đóng tiền. Thì trễ đóng tiền nó thường nó sẽ có một khoản phạt,
Đó, thì khi mà tới cái lúc mà vỡ lẽ ra rồi á, thì bắt đầu là mình phải đi xử lý. Là lúc đó mình làm tờ trình là lý do vì chăm sóc khách hàng bị trễ hay là sao đó, rồi trách nhiệm là do chăm sóc khách hàng dẫn tới việc là khách hàng phải thanh toán trễ, kiểu kiểu giống vậy. Cho nên là cái việc mà mình làm việc với các phòng ban của chủ đầu tư sau khi ký hợp đồng nó vẫn là một cái những cái quy trình tiếp theo nhiều sau đó nữa nha, chứ không phải chỉ dừng lại ở cái việc là ký hợp đồng là xong đâu. Cho nên là anh nghĩ rằng là một trong những cái rủi ro và một trong những cái kỹ năng mà các bạn môi giới cũng cần phải nắm, đó chính là chúng ta cần phải biết được các cái quy trình ở trong chủ đầu tư mà họ thực hiện là gì. Với lại chúng ta cũng cần phải biết các đầu mối để mà mình dễ làm việc, mình dễ support cho khách hàng của mình nhanh hơn. Chứ đôi khi là cái việc mà support đó mình đợi đợi admin của sàn hỗ trợ mình á thì nó khá là lâu. Thì thay vì vậy thì anh thấy là các bạn cũng nên nắm và các bạn cũng nên có được những cái đầu mối đó để chúng ta có thể chủ động liên hệ trực tiếp những đầu mối đó, thì cái việc mà mình hỗ trợ cho khách hàng của mình nó sẽ nhanh hơn. Thì từ đó thì cái gọi là cái hình ảnh và cái tính chuyên nghiệp của mình trong mắt khách hàng á nó cũng sẽ được tốt hơn. Dạ vâng ạ, những thông tin rất là bổ ích ạ. Thì em không biết là liệu là khi mà mình làm việc với các phòng ban chủ đầu tư thì cái ở phòng ban nào hay là cái khâu nào hoặc là quy trình nào là kiểu mình dễ bị phát sinh các vấn đề nhất ạ? Thường thì trước khi mà phát sinh giao dịch đó, gọi là sao ta, trước khi mà hoàn thành giao dịch cọc đó, ha, thì lúc nào mình cũng sẽ làm việc với bên phía bộ phận support kinh doanh trước, thường là gọi là admin đó, thì là mình giao tiếp ở bên đó nhiều nhất. Còn sau khi mà hợp đồng xong, ký kết hợp đồng xong, thanh toán các kiểu thì thường sẽ là bộ phận chăm sóc khách hàng đó. Thì tại vì gần như là tất cả những cái vấn đề liên quan tới tiến độ thanh toán nè, thông báo ký hợp đồng mua bán nè, thông báo nhận nhà hay tất cả những cái thông báo của chủ đầu tư thì đều liên quan tới bộ phận chăm sóc khách hàng hết. Cho nên là mình sẽ làm việc với cái bộ phận chăm sóc khách hàng đó là nhiều nhất. Vâng ạ, vừa rồi thì anh Long đã chia sẻ với chúng ta những câu chuyện hết sức thực tế và hy vọng rằng qua những câu chuyện của anh Long thì quý vị và các bạn đã có thêm những trải nghiệm thú vị và rút ra cho mình những bài học bổ ích. Ngay bây giờ khi đã nắm được những rủi ro tiềm ẩn thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái hành trang kiến thức. Vậy thì nhà môi giới sẽ cần trang bị những gì? Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình để khám phá quý vị nhé. Thưa anh Long thì nhìn lại một chút về thời gian làm nghề thì anh nhận thấy đâu là khó khăn và thuận lợi của một nhà môi giới căn hộ ạ? Thì theo như anh thấy rằng đầu tiên phải là về cái khó khăn đi, thì nhìn chung cái đối với một người môi giới thì cái khó khăn lớn nhất mà cần phải vượt qua là gọi là sao ta, tức là mình phải tìm kiếm được cho mình một cái kênh khai thác khách hàng hiệu quả. Tức là gọi là sao ta, hay ví dụ như em đi câu cá đi, anh hay nói ví von là cái việc mà mình tìm ra được giao dịch, mình tìm ra được khách hàng là mình câu được một con cá. Như vậy thì mình cần phải xác định được cái hồ của mình nó nằm ở đâu, tức là cái nhóm đối tượng khách hàng của mình nó nằm ở tại vị trí nào, để mà mình chuẩn bị được những cái công cụ, tức là những cái mồi câu để mà mình câu được những con cá đó. Thì cái khó khăn nhất mà các bạn môi giới đều phải trải qua, hay là ngay cả thậm chí là bản thân anh đi, khi mà bây giờ tới thời điểm hiện tại bây giờ, khi mà anh tiếp xúc với một cái dự án mới hoặc là một cái khu vực mới chẳng hạn, thì anh đều phải bắt đầu nó lại từ đầu. Và là mình cần phải biết là khách hàng của mình nó sẽ là nhiều người như thế nào, rồi họ ở khu vực ra sao, rồi mình cần phải tìm kiếm họ như thế nào. Cho nên theo anh đó là cái khó khăn lớn nhất. Còn về cái thuận lợi của căn hộ, môi giới căn hộ, thì thực ra là anh nghĩ rằng là ở ở những cái thành phố lớn hiện tại như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh này, quỹ đất như hiện thấy đúng không, quỹ đất của mình nó rất là giới hạn, nó không có nở ra thêm, mà gần như là càng ngày dân số của Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nó càng tăng lên. Như vậy thì đâu có còn đất để cho mọi người ở dưới nhà phố nhiều đâu. Như vậy thì họ cần phải lên chung cư ở nhiều hơn. Với lại một phần nữa là đôi khi mức giá của chung cư nó cũng sẽ rẻ hơn. Như vậy thì cái thuận lợi ở đây là thị trường chung cư là một trong những cái thị trường bất động sản mà nó luôn có cái sự giao dịch sôi động, nó luôn có cái nguồn cung lớn ở trên thị trường, luôn có cái gọi là cái số lượng khách hàng đi tìm kiếm lớn. Cho nên đó sẽ là, theo như anh thấy thì nó cũng là một cái phần thuận lợi. Như hiện để ý nha, những cái thời điểm khó khăn ở thời điểm hiện tại này, thì anh nói giả sử như đất nền ở vùng ven đi, ở Đắk Lắk hay là ở thậm chí là ở Vũng Tàu hay là ở Long Thành các kiểu đi, thì gần như những nhà đầu tư á, họ đều ở Hồ Chí Minh với Hà Nội, thì họ lại ít đi ra đó nhiều hơn, dẫn tới là cái số lượng giao dịch á, nó sẽ bị giảm đi rất rất là nhiều.
Tuy nhiên căn hộ nó luôn có được cái đáp ứng được cái nhu cầu ở thực, cho nên là thị trường có khó đi chăng nữa, có khó cách mấy đi chăng nữa, hoặc là thậm chí anh nói là có đóng băng đi chăng nữa, thì những cái người mà họ đi tìm nhà ở thì vẫn luôn luôn có ở đó, cho nên là cái nguồn cung và cái người đi tìm nhà người ta luôn luôn có nhu cầu, thì đó là cái thuận lợi đối với cái việc môi giới căn hộ. Vâng ạ. Và trước khi kết thúc chương trình thì tôi muốn hỏi anh Long một câu, đó chính là vì sao khách hàng nên giao dịch thông qua một nhà môi giới thay vì làm việc trực tiếp với chủ nhà hoặc là chủ đầu tư ạ? À rồi, như vậy thì cái này nó lại có hai vế ha. Cái này nó lại có hai vế. Một á, là sẽ là đối với giao dịch thị trường sơ cấp. Thị trường sơ cấp tức là mình mua trực tiếp dự án của chủ đầu tư, thì cái này nó phụ thuộc vào chính sách rồi. Ví dụ như là có chủ đầu tư có sale, gọi là có sàn môi giới bên ngoài, thì có chủ đầu tư lại có nhân viên môi giới trực tiếp của chủ đầu tư luôn. Thì cái này thì anh không muốn phân tích sâu hơn. Nhưng mà đối với cái thị trường sang nhượng á, tức là cái việc mà mình mua đi bán lại, giả sử như là khi dự án, ví dụ như anh đi là người đầu tư trước đó đúng không, anh mua từ lúc chưa có móng, chưa xây gì lên hết, rồi tới lúc nhận nhà thì anh bán lại cho Hiền, thì tức là lúc đó là Hiền đang giao dịch trên thị trường thứ cấp. Thì đối với anh nhìn thấy rằng là hoàn toàn nha, cái ở cái thời điểm hiện tại là cái công gọi là cái môi trường của mình nó mở, có rất là nhiều những cái group cư dân nè, những cộng đồng cư dân mà người mua có thể tìm kiếm được đích thân chủ nhà. Tuy nhiên rằng là cái việc mà để hoàn thành xong một cái giao dịch, nó sẽ trải qua những cái quy trình rất rất là nhiều thứ, chạy giấy tờ với chủ đầu tư nè, rồi chạy giấy tờ với phòng công chứng ở bên ngoài, chạy giấy tờ với cơ quan thuế, vân vân và mây mây. Thì trước tiên khi mà mình nhìn thấy vào đó là mình rõ ràng rằng là như vậy thì hoàn toàn xứng đáng với cái công sức mà tức là những cái công sức mà các bạn môi giới bỏ ra, hoàn toàn xứng đáng để nhận được cái phần tiền hoa hồng mang về. Cho nên là anh nghĩ rằng nó hoàn toàn xứng đáng để chúng ta, những người mua á, người ta nên giao dịch qua môi giới chứ không nên giao dịch trực tiếp vào chủ nhà. Rồi nếu như trong trường hợp mà là một người mua mà quá chuyên môn rồi đi, thì anh nghĩ rằng là khi mà họ đã nắm rõ quy trình rồi các kiểu, thì cũng nên cần phải có một cái môi giới tư vấn nha. Môi giới tư vấn là tại vì thường cái người môi giới sẽ là cái người có mặt trực tiếp ở tại thị trường đó, tức là họ đã trải qua 3 năm là song hành cùng với dự án rồi, họ biết từng chân tơ kẻ tóc ở trong dự án nó như thế nào, họ biết cái căn hai phòng ngủ này ưu điểm của nó là gì, rồi căn hai phòng ngủ kia ưu điểm của nó là gì. Như vậy thì chính những cái người đó mới là cái người mà đưa ra được những cái điểm tư vấn mà giúp cho mình lựa chọn được cái phương án căn hộ tốt nhất. Cho nên là đối với anh không có đứng trên vai trò anh là môi giới ha, nhưng mà anh nghĩ rằng là cái việc mà thông thường ở bên ngoài là 1% phí hoa hồng trên tổng giá trị căn hộ bán được, thì cái đó là một cái mức hoa hồng mà anh thấy rằng là nó hoàn toàn phù hợp và nó hoàn toàn xứng đáng, và nó giúp tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức, cũng như là giúp sức cho những cái người mua rất là nhiều. Cho nên anh nghĩ rằng là nếu như mọi người đang có nhu cầu tìm mua thì cũng nên tìm đến môi giới để có thể hỗ trợ cho mình tất cả những công việc đó. Rất cảm ơn những chia sẻ từ anh Long, và tôi hy vọng rằng những phần chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho chặng đường sự nghiệp của các nhà môi giới, đặc biệt là nhà môi giới căn hộ, sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vâng, và lúc này thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin trân trọng cảm ơn tới anh Long vì đã dành thời gian và tâm huyết của mình cho chương trình. Ok, đầu tiên là phải cảm ơn Hiền và ekip bất động sản.com.vn ha, đã ưu ái rồi rất vinh hạnh được tham gia chương trình này để chia sẻ đến mọi người. Cái tiếp theo thì anh cũng muốn chia sẻ với lại anh hay gọi là những anh em môi giới ở bên ngoài, thì tụi mình đang trải qua một cái giai đoạn thị trường nó rất là khó khăn, nó mang tính thanh lọc, nó có rất là nhiều yếu tố. Tuy nhiên Long nghĩ rằng là nếu như chúng ta là định hướng cái công việc này làm một cách có tâm nhất và chúng ta định hướng nó lâu dài, thì Long rất hy vọng là mọi người sẽ cùng nhau gọi là tự kích up tinh thần của mình, rồi mình có thêm những cái hoạt động khác để làm sao mà mình giữ được cái tinh thần và cái niềm tin với nghề. Và đây là những cái thời gian mà mình cần phải song hành với khách hàng của mình nhiều nhất. Cho nên là cùng nhau để trải qua cái sự khó khăn của giai đoạn này, rồi tới 2023 là hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều những cái điểm sáng mới trên thị trường. Nếu như tốt thì thị trường chúng ta lại tốt trở lại, thì anh em mình lại vui tươi và lại bận rộn trở lại ha. Nên là cũng chúc cho tất cả anh em môi giới và cũng chúc cho Hiền chúng ta sẽ cùng nhìn lại một năm 2022 xem thử là đã đạt được những điểm gì chưa tốt, để chúng ta sẽ có được một cái năm 2023 làm việc được hiệu quả hơn và được nhiều thành tích nhiều hơn. Vâng ạ, và cũng xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và luôn ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin kính chúc quý vị cũng như là các nhà môi giới đang lắng nghe chương trình sẽ có một năm mới 2023 thật bùng nổ và nhiều thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.